sửa đôi này. Ôi dồi. Không kịp quay mất rồi. Lại nào, thử lại đi xem nào, có dám không? Là em cứ nghĩ là đây mình chỉ quay phim giả thôi. Nhưng mà mọi người ạ, đôi này ở trên hiện trường mặc dù đạo diễn không yêu cầu ôm ấp gì, cũng chả yêu cầu hôn hít gì, nhưng mà nó cứ chụt chụt nhau liên tục. Mà kiểu tính em cô đơn ấy, em kiểu trong em mạnh mẽ, kiểu không cần ai cả. What? What the fuck? Wow, là strong man. Strong man. Thế nên là kiểu nói chung là em bề ngoài thì em vẫn không tỏ ra một cái gì đâu, nhưng mà bên trong là mình đau ở bên trong ấy. Không. Ai à, nó chọc vào lưng. Thì sao? Đây gọi là váy gì? Tommy to cosita. Tommy to cosita. Ai? Nhảy đi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.